Em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Quay đây các bạn ơi. Thì hiện tại thì gọi là mình đang cầm một con ếch nha. Thì kênh clip này thì cũng có event nha anh em chỉ cần việc comment tên nhân vật và server thì clip lần sau mình sẽ quay coi xem ai là người chúng, giải thưởng chính là 100 triệu nha. Thì kênh mình nhỏ nên event cũng nhỏ thôi các bạn. Ok, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành và đi sang nha. Ok, thì và click thì gọi là mình sẽ đi kích con super nha. Hiện tại mình đang đeo trên người đó chính là sách phải thương ở 55%. Cái gara đâu ta? Đây gara. Thì hiện tại gọi là mình sẽ đi kích nha. Do super Brody xuất hiện khá là ít nha. Mà trong lúc kích nếu ra super thì mình cũng ăn luôn đấy ạ. Ok anh em, như lời hứa mình sẽ không sử dụng VIP nha. Mình chỉ kích nó thôi. Hiện tại thì con super đã lên tới là 1 triệu HP nha. Không phải cái super mà là Brody. Thì mình sẽ bơm nó nha nè. 2 triệu 3 này. Vừa đủ. Quất luôn. Ok thì mình sẽ đợi cái nó ra nha nè. Wow anh em ơi, hiện tại có một con super. Không biết phải super, hồi không phải super mình rồi em ạ. Super mình có chịu không bây giờ. Mình thấy mấy ông này đấm ghê quá. Không biết mấy ông có SS không. Không phải chất thư cho mình ăn không. Cứ tình trạng thế này chắc có phá thôi đó. Nani? Nani? Xong rồi. Xong luôn, biết ngay mà. Ok anh em cũng đến với con thứ hai nha. Hiện tại nó đang ở xuất hiện ở vách núi đen nha. Không biết là... À đây nè. Ôi con này không phải là con của mình nha. Ok anh ơi, hiện tại mấy ổng gọi là ổng đang ăn nha. Mình sẽ chạy sang bên này để có tình trạng gọi là mình sẽ KS nha. Ui sao vô đông thế. Khả năng ton này mà. Khả năng cao là ton nha. Đó thấy chưa. Gọi xong bó tay. Ok anh em cùng nhau đến với con loại con thứ ba nha anh em. Mình nhìn cái con này cũng có 10 ton rồi á. Mấy ông này mình nghi lắm. Đó chơi gì chậu bút ở đó. Trời ơi. Ok hiện tại đã một con của con mới vừa xuất hiện luôn ở bên Nam Kame. Đâu ta? Đây không phải con của mình. Con này là 7 triệu mấy nè. Đuôi phản sát thương này anh ơi. Hẹn đi anh ơi. Rồi sao mấy ông lại nổ nữa ơi. Trời ơi. Thôi xong rồi nè. Ok và đến với con thứ tư thứ năm đấy. Mình không nhớ nữa mà. Con này có 2 triệu 6 bè. Mà mình thấy mấy ông kia chùa đây khá là đông nha. Không biết mình có khả năng cả được không. Mà mình nghĩ cũng to rồi đây mà. Quả thật săn mấy con này mà không có VIP rất chi là khó. Có thiệt. To người S không. Ok mấy ông. Rồi hút 6 rồi đây mà. Mấy ông hút 6 rồi. Rồi. Thấy chưa. Tiếp chúng ta còn đến với con tiếp theo. À cái con này nè em ạ. Phải là con của mình không ta. Một chữ HP thôi ạ. Để mình coi lại nè ạ. Đúng không ta. Đó một chữ HP. Đó là một chữ HP nè em ạ. Ok đúng một chữ HP luôn. Không biết phải là con của mình không. Từ từ để mình qua sang kết. Ok đây là con đầu tiên khi super mình bơm nha. Đúng rồi nè bạn. 1.098 này. Chắc chắn là con của mình kích. Rồi xong anh em mình nghe có mùi phá ở đây. Mà mấy ông phá rồi trời ơi lại sao lại bơm. Rồi xong anh em. Hiện tại anh em có thể tha lỗi cho mình vì mình đang bút bẩn em. Thì đang ở đây
mình đang gọi là mình đang kích một con super vì nhiều người phá quá nên mình gọi là không thể làm được. Phá quá bắt buộc mình phải kích thôi em, chứ gặp mấy ông này ông bơm hết thì mình sẽ giết nó lại nhá. Ok, cần được một máu mình chói nè, một máu chói ơi không coi khi các bạn có một máu các bạn 14 đấm lẹ. Ok, chắc chắn để chơi đó các bạn ạ. Xin hãy thừa nhận con lòng đệ tử khá là ngon nhá. Ok thì mình sẽ gọi ao ga nhá. Ok nên mình đã ao ga ở đây thì mình sẽ có chỉ số thế nào để chơi đơn calit. Wow, chỉ số HP gấp 3 đăng kỳ khá là ổn, chỉ bằng 2 giáp trao 64 ai mà ngu mà hợp thành viễn. Wow, thì nói thiệt ra kênh mình cũng gọi là không muốn làm event thôi nè. Thì nếu kênh mình không làm event thì gọi là không có người xem luôn đó. Mình nói thiệt, anh em thông cảm cho mình nhá. Ok, gọi là mình sẽ hợp thể và cho ngầu cái này mà. Thì chắc hẹn gặp em trong clip lần sau nha. Bye bye.